Lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã dâng hương dâng hoa kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị, ngày 6 tháng 3 năm 1911, ngày 6 tháng 3 năm 2021, tại nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch Nhà nước Lê Thanh Nghị, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Ngay sau lễ dâng hương dâng hoa, các đồng chí lãnh đạo đã cùng nhau tham quan nhà tưởng niệm, ôn lại cuộc đời cách mạng của đồng chí Lê Thanh Nghị. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Thanh Nghị là tấm gương sáng về tinh thần cách mạng kiên trung, ái quốc, sống và chiến đấu suốt đời cho lý tưởng cao cả, là niềm tự hào của quê hương Hải Dương truyền thống cách mạng, là tấm gương các thế hệ mai sau noi theo. Cùng ngày tại huyện Ninh Giang đã khánh thành công trình bia kỷ niệm nơi thành lập chi bộ Đảng nhà máy nước Ninh Giang tháng 8 năm 1938. Đây là nơi đồng chí Lê Thanh Nghị đã tổ chức lễ thành lập chi bộ Đảng nhà máy nước Ninh Giang với 4 đảng viên là các đồng chí Lê Thanh Nghị, Lưu Tế Mỹ, Hồ Văn Kế và đồng chí Huống, chi bộ do đồng chí Lê Thanh Nghị làm bí thư.